Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có thương mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài ca nhập lễ ngày hôm nay rất là ý nghĩa và ca đoàn hát rất là hay, diễn tả về Thánh Phêrô và Phaolô, hai vị thánh được ví như hai ngôi sao sáng trên bầu trời thánh thiện, và mỗi một vì sao sáng này lại chiếu tỏa những vẻ khác nhau. Một người là Phêrô thì xuất thân từ giới lao động với cái nghề đánh cá. Thánh Phaolô thì xuất thân từ giới học thức. Rồi xa hơn một chút, Thánh Phaolô thì thuộc Pharisêu, thuộc những người rất là nghiêm ngặt trong vấn đề giữ luật Môsê. Thánh Phêrô thì có vẻ thuộc về giới bình dân trong đạo. Rồi nếu chúng ta đi xa hơn nữa, ngay trong cái lời tiền tụng thánh lễ ngày hôm nay cộng đoàn để ý, Thánh Phêrô như là cái người tuyên xưng đức tin. Thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin. Và Thánh Phêrô thì thiết lập giáo hội cho cộng đoàn người Israel. Và Thánh Phaolô lại là cộng đoàn dân ngoại. Hai vị thánh vĩ đại, hai cột trụ của giáo hội, hai ngôi sao thánh thiện trên bầu trời với những vẻ rất khác nhau. Và với những vẻ khác nhau ấy lại được đặt trên một nền tảng rất giống nhau. Cái nền tảng ấy là gì? Là con đường Giê-xu. Hai vị đều được Đức Giê-xu mời gọi mỗi người một cách.
Và hai vị ấy đều có một kinh nghiệm rất riêng về Đức Giêsu, một khuôn mặt đấng cứu thế yêu thương mình. Và vì cảm nhận được tình yêu của đấng cứu thế yêu thương mình, cho nên cả hai vị đều gắn bó với Đức Giêsu, yêu mến Đức Giêsu, rao giảng về Đức Giêsu và cuối cùng là chịu chết vì Đức Giêsu. Thưa cộng đoàn, tôi không dám dừng lại ở tất cả những điểm này mà phân tích thì không có giờ. Trong khung khoảnh của một bài giảng thánh lễ, xin phép được dừng lại hai điểm thôi. Là kinh nghiệm về Đức Giêsu và yêu mến Đức Giêsu. Cả Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đều có một kinh nghiệm rất riêng về Đức Giêsu. Các vị tuyên xưng vào Đức Giêsu không phải chỉ là lặp lại một công thức, một điều ai đó dạy cho mình, mà là khám phá kinh nghiệm về Ngài. Và cái kinh nghiệm về Đức Giêsu của hai vị thánh này một cách đặc biệt là không phải cái lúc các vị thành công, nhưng là ở những lúc thất bại, những lúc đổ vỡ. Thánh Phêrô trong cái gọi là trước cái việc Đức Giêsu, cuộc thương khó của Đức Giêsu, Thánh Phêrô khẳng khái lắm: "Thưa Thầy, nếu mọi người có bỏ Thầy và có chết vì Thầy, con không bỏ Thầy." Người ta bỏ, con không bỏ. Và có chịu chết thì con cũng sẵn sàng, con đi theo Thầy. Mạnh mẽ là thế. Nhưng ngay trong đêm Đức Giêsu bị nộp thì Phêrô gục ngã, chối Chúa đến 3 lần. Và tin mừng kể lúc khi ông chối Chúa thì Đức Giêsu nhìn Phêrô. Tôi nghĩ ánh mắt ấy phải là hiền từ lắm. Phêrô ra khỏi dinh khóc lóc ăn năn. Kinh nghiệm về một Đức Giêsu hiền từ. Thánh Phaolô thì sao? Trước cái biến cố ngã ngựa, Phaolô chống đạo, chống những người Kitô hữu, chống chính Đức Giêsu. Và trên con đường Damas, chúng ta có cảm tưởng cái lúc đấy ông ta đang, Thánh Phaolô đang hừng hực khí thế và có tất cả sức mạnh ở trong mình. Trí thức đạo đức theo đạo Do Thái bây giờ lại được chính thức giao cho, có giấy ủy quyền để đi bắt bớ các Kitô hữu, lại ngồi trên lưng của một con ngựa, tay cầm gươm nữa chăng. Tất cả sức mạnh nằm trong tay Thánh Phaolô. Những cái lúc đang băng băng để đi bắt Đức Giêsu và chống người Kitô hữu ấy, một luồng sáng chiếu vào Phaolô, Phaolô ngã ngựa. Những cái lúc người ta cứ tưởng mình mạnh nhất về mặt con người, có tất cả sức mạnh, thì cái lúc ấy người ta ngã. Phaolô có kinh nghiệm ấy, Thánh Phêrô có kinh nghiệm ấy. Và trong bài đọc 2 ngày hôm nay, chúng ta thấy Thánh Phaolô nói gì: "Thiên Chúa chọn tôi từ khi còn trong lòng mẹ, từ đời đời Thiên Chúa chọn tôi. Và Ngài đã kêu gọi tôi bằng ân sủng của Ngài." Ngài kêu gọi Phaolô bằng ân sủng, chứ không phải phải gọi Phaolô vì Phaolô giỏi, Phaolô tài, không phải. Kinh nghiệm về một Đức Giêsu, một Đức Giêsu giải thoát, một Đức Giêsu là ánh sáng thật sự. Vì các đấng đều kinh nghiệm ngã vị như thế về Đức Giêsu, các vị yêu mến Đức Giêsu. Thưa cộng đoàn, nếu Đức Giêsu bây giờ hiện ra ở đây, Ngài cũng hỏi với chúng ta rằng: ông A, ông B, bà C, bà D, ông bà có yêu mến tôi không? Chúng ta trả lời sao?
Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô điều đấy. Phêrô, con có yêu mến thầy không? Hỏi đến 3 lần. Và Phêrô, thưa thầy, con yêu mến thầy. Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự rằng con yêu mến thầy. Ngài biết con yếu đuối, Ngài biết con ngã, Ngài biết con không trung thành. Nhưng đằng sau tất cả, con yêu mến thầy. Chúng ta có dám nói như thế với Chúa Giêsu rằng lạy Chúa, con yêu mến Chúa? Nếu chúng ta muốn trả lời được câu đấy, hỏi rằng là mình có yêu mến Chúa và nói rằng con đang yêu mến Chúa đây này, thì chúng ta phải hiểu một điều khác. Yêu mến là sao? Thương mến là sao? Với câu hỏi đấy chúng ta sẽ nói nhiều lắm, có nhiều câu trả lời. Yêu thương là hy sinh, yêu thương là gắn bó, yêu thương này thế kia, nhiều câu trả lời lắm. Ở đây chúng ta dừng lại một điểm thôi. Yêu thương là gắn bó, yêu thương là hiệp nhất, yêu thương là nên một. Chính Thiên Chúa là tình yêu, thì tự bản chất Thiên Chúa cũng chỉ là một. Ngài là ba ngôi, nhưng là một Thiên Chúa duy nhất. Bởi từ bản tính, Ngài là tình yêu. Và Ngài cũng yêu thương chúng ta, cho nên Ngài cũng muốn nên một với chúng ta. Cứu độ là gì? Cứu độ chính là việc Thiên Chúa đưa con người hiệp nhất lại với Thiên Chúa và con người hiệp nhất với nhau. Chúng ta đang tham dự thánh lễ. Chính bí tích thánh thể, chính Đức Giêsu là suối nguồn, là nguồn gốc của mọi sự hiệp thông, của mọi sự hiệp nhất. Chúng ta tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một chén, một bánh, một sức sống là Đức Giêsu. Và Phao-lô và Phê-rô đã gắn bó với Chúa như thế. Ông Thánh Phao-lô bảo sao? Cho dù sự sống, sự chết, bắt bớ, trần chuồng, gươm giáo, tất cả mọi sự, không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Và ở dưới thế gian này không có cái mối lợi nào lớn hơn cái mối lợi là có Đức Giêsu. Và đối với tôi, sống là gì? Là Đức Kitô. Không còn phải là tôi sống nữa mà Đức Giêsu sống trong tôi. Thưa cộng đoàn, chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày, chúng ta là những người Kitô hữu, nhưng có thật sự chúng ta có Chúa? Có thật sự chúng ta đang thuộc về Chúa và Chúa thuộc về chúng ta hay không? Chúng ta gọi nhau là Kitô hữu. Có một thời về ngôn từ, có những người đề nghị là Kitô thuộc, có nghĩa là chúng ta thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về chúng ta. Chúng ta có gắn bó với Chúa như vậy không? Chúng ta có gắn bó như vậy giống như Phao-lô không? Tù tội, tàu chìm, bắt bớ, tra tấn, đánh đòn, không cái gì tách Phao-lô ra khỏi tình yêu của Đức Kitô được. Còn chúng ta giữa cuộc đời ngày hôm nay, điều gì đang làm cho chúng ta xa rời giáo hội? Điều gì làm cho chúng ta xa rời cộng đoàn đức tin? Điều gì đang làm cho chúng ta không còn gắn bó với Thiên Chúa nữa? Có phải là scandal của giáo hội xảy ra chỗ này chỗ kia làm cho chúng ta lung lay đức tin? Có thật sự là như thế hay đó chỉ là cái cớ để chúng ta biện minh rằng chúng ta không cần giáo hội nữa, chúng ta không cần đến Thiên Chúa nữa? Rồi đằng khác, cơm áo gạo tiền, chuyện này chuyện kia, những chuyện này chuyện kia xảy đến trong đời của chúng ta, đấy có thật sự là nguyên cớ không? Hay chúng ta đang dựa đấy như một thứ bình phong để rồi chúng ta không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa? Thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta khác nhau. Khác nhau về tuổi tác, khác nhau về giới tính, khác nhau về sứ vụ, khác nhau về công việc và khác nhau đủ thứ hết. Nhưng chúng ta cũng giống như Phao-lô và Phê-rô. Chúng ta có một con đường để đi.
con đường Giê-xu. Con đường Giê-xu đấy là con đường chúng ta hãy khám phá ra Đức Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta và trong tâm hồn của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta khám phá ra thật sự Đức Giê-xu một cách ngã vị, lúc đấy chúng ta mới gắn bó được với Ngài. Trong Tin Mừng có rất nhiều những cái câu chuyện, những trình thuật để nói rằng khi người ta khám phá ra Đức Giê-xu thì người ta mới gắn bó được. Thí dụ như người mù từ thuở mới sinh được Đức Giê-xu chữa lành, thì cả cộng đoàn Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái chống lại. Nhưng mà ông ấy không sợ, cái người mù này không sợ, vẫn luôn tuyên xưng vào Đức Giê-xu. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ gắn bó được với Chúa khi chúng ta kinh nghiệm về Ngài. Chúng ta hãy bắt đầu kinh nghiệm về Chúa bằng đời sống cầu nguyện. Mỗi ngày hãy dành ra mấy phút để chúng ta tĩnh tâm lại. Chúng ta cầu nguyện với Chúa riêng hay trong gia đình. Đặc biệt hãy hồi tâm mỗi ngày, xem lại con đường mình đang đi như thế nào, lối mình cư xử ra sao. Mình có đi theo đúng tin mừng của Chúa không? Mình có sống theo giáo huấn của Chúa không? Rồi xa hơn một chút, hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta, những biến cố đã xảy ra với bản thân, những biến cố đã xảy ra với gia đình, những biến cố đã xảy ra với xã hội và với giáo hội. Qua đó Thiên Chúa đang dạy chúng ta điều gì? Và tình yêu của Thiên Chúa đang bộc lộ ra sao? Chỉ khi nào chúng ta có kinh nghiệm như thế về Chúa thì lúc đấy chúng ta mới yêu Chúa và chúng ta mới sẵn sàng nói về lợi Chúa. Lúc đầu lễ, cha chủ tế cũng là cha xứ của chúng ta nhắc đến ý nguyện đầu tiên, đó là cầu cho sự hiệp nhất, cầu cho sự bình an. Rồi cầu cho điều gì nữa? Cầu cho mỗi người chúng ta hãy biết góp phần mình tham gia vào đời sống giáo hội trong không khí của hiệp hành. Chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta nói chúng ta yêu mến giáo hội, chúng ta yêu mến giáo xứ của chúng ta. Nhưng có thật sự chúng ta đang hiệp thông, chúng ta đang hiệp hành, chúng ta đang gắn bó cùng nhịp đập với trái tim của cha xứ, với cộng đoàn để làm cho cộng đoàn này mỗi ngày một thăng tiến hay không? Hay chỗ này, chỗ kia, vẫn còn những nhóm này, nhóm nọ gây chia rẽ, gây bất hòa, gây một điều gì đó không tốt cho cộng đoàn. Xin Đức Giê-xu là Đấng đã đến trên cuộc đời này để hiệp nhất con người nên một với nhau và nên một với Chúa, dẫn dắt để mỗi ngày chúng ta sống yêu thương nhau nhiều hơn, hiệp nhất với nhau nhiều hơn. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, mai tăng ngày thứ ba, người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cũng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất
thánh thiện, công giáo và tông truyền. Phép rửa để tha tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.